Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Bây giờ đó là chiều ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ, khoảng chừng là 4 giờ rưỡi chiều giờ Cali ở Việt Nam. Các bạn đã bước qua là ngày chủ nhật rồi. Và đầu tiên hết, hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ. Và trong video này, Thuận muốn tập trung để mà chia sẻ một số những cái thông tin mới với các bạn tình hình những ngân hàng bây giờ ra sao. Nó tóm lại thì cũng không có ổn lắm đâu. Và trong tình hình không ổn của ngân hàng, chúng ta vẫn tiếp tục thấy được là BTC vẫn à, tiến tới và chúng ta thấy được là giá đã hơn 27.000 đô rồi. Và ngày hôm qua đó giá đã có lúc gần tới cái mức là 28.000 đô các bạn. Bây giờ là 27.051. Ngày hôm qua đã lên tới 27.800 đô và ở mức 27.037 hiện tại đó chúng ta đã rất lâu rồi à, không thấy mức giá này. Nếu như mà chúng ta nhìn vào biểu đồ nến ngày đó thì cái lần cuối cùng mà chúng ta thấy cái mức giá như thế này à, đã phải trả trở về tháng 6 của năm 2022 có nghĩa là một thời gian dài rồi chúng ta không thấy mức này đương nhiên khi mà chúng ta thấy được là giá cả lên tới mức này đó, thì rất là nhiều người đã à, xôn xao trở lên thị trường đã sôi động trở lại nhưng mà chúng ta ngoại trừ cái thông tin liên quan đến những ngân hàng ra đó chúng ta cũng nên biết là tuần tới đây chúng ta có một thông tin rất là quan trọng đó chính là cái sự kiện liên quan tới phép tăng lãi suất thường sẽ nói về sự kiện này cũng như là một số những cái thông tin ở bậc khác mà thường nghĩ là các bạn cần phải nên lưu ý thì đầu tiên hết chúng ta thấy nhìn vào tình hình của chứng khoán Hoa Kỳ kết thúc ngày hôm qua ra sao thì hôm qua không có video thì các bạn đã thấy được rồi cả ba chỉ số đó đều là màu đỏ trong đó chúng ta có chỉ số Dow Jones xuống nhiều nhất các bạn xuống 1.19% ngày hôm qua rồi chúng ta có S&P 500 kết thúc tuần như rồi à, thứ sáu là đóng lại ở mức là âm 1.1% và Nasdaq đóng lại ở mức là âm 0.74% và chúng ta đương nhiên không có pre market tại vì bây giờ là cuối tuần nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là hợp đồng dầu thì vẫn tiếp tục ở cái mức thấp các bạn ở mức là 66 đô 34 cent cho một thùng dầu có nghĩa là hợp đồng lại tiếp tục giảm giảm thêm 2.94% trong ngày thứ sáu và đương nhiên đây là một trong những cái dấu hiệu cho chúng ta thấy được là nền kinh tế đang chậm lại rồi tại vì các bạn nên biết là một mặt đó thì ở bên Hoa Kỳ các bạn đã biết là ở bên chính quyền tổng thống joe biden thì đưa ra thêm một số dầu để mà đẩy giá xăng dầu xuống nhưng mà ngược lại ở bên cái nhóm opec plus thì họ lại cắt sản lượng dầu nhiều hơn là số lượng mà hoa kỳ tung ra nữa để làm gì để họ có thể đẩy giá dầu lên và cái cuộc chiến này đã xảy ra trong vòng gần như nửa năm qua rồi cho tới bây giờ đó thì các bạn thấy được là cái bên mà đang thua cuộc bây giờ là opec plus họ cắt sản lượng dầu nhưng mà trên căn bản đó đó là một phần mà thôi khi mà chúng ta thấy được là cái nguồn cung giảm nhưng mà nguồn cầu cũng giảm luôn thì giá cả cũng sẽ không tăng được và đó là cái sự kiện chúng ta đang nhìn thấy Vàng đó, thì chúng ta thấy được là Lại một lần nữa đến gần 2.000 đô à, Tăng 3.68% Cũng như là chúng ta thấy được là BTC, do thương vừa chia sẻ với các bạn Tiếp tục có sự tăng trưởng Từ một tuần qua tới bây giờ Và để các bạn nhìn tổng quát thị trường đó Bây giờ tổng số vốn hóa thị trường Đã gần như là 1.2 nghìn tỷ rồi các bạn Và chúng ta có thể nhìn thấy được cái cột trong vòng một tuần qua này cũng 7 ngày đó thì BTC đã tăng 34% rồi từ khi mà chúng ta có cái sự hỗn loạn liên quan đến ngân hàng SVB cho tới bây giờ Ethereum tăng 24% Bnb tăng 20% cho bạn, ethereum bây giờ ở mức là 1.800 đô cách đây vài phút bây giờ mức là 1 777 đô. Chúng ta cũng có được những đồng khác cũng tăng nhưng mà chúng ta thấy được là cũng không có tăng nhiều như là BTC và Ethereum. Trên căn bản đó, những cái sự kiện gần đây thì cả riêng crypto cũng có cái sự tăng trưởng nhưng mà những đồng lớn đó thì không có tăng như là BTC và Ethereum. Đây là hai đồng mà có cái phần trăm tăng trưởng mạnh trong vòng một tuần qua rất rõ ràng là chúng ta thấy được là dòng tiền đi vào thuyền crypto này nhưng mà lại tập trung ở btc và ether ở thời điểm hiện tại rồi bây giờ Thuận sẽ tiếp tục chia sẻ một số những cái thông tin mà đã xảy ra vào ngày hôm qua nhưng mà nào mà theo dõi mạng xã hội thì cũng đã biết rồi nhưng mà Thuận muốn tóm tắt lại trước khi mà nói tới những thông tin mới hơn thì ngân hàng svb cuối cùng chúng ta thấy được là cũng đã khai bảo vệ phá sản chapter 11. Thì khai bảo vệ phá sản chương 11 là một trong những cái chương mà thật nghĩ là nhiều bạn cũng đã biết rồi Chúng ta nghe nói chương 11 rất là nhiều lần trong năm vừa rồi Liên quan đến công ty như là FTX, Voyager, BlockFi, Celsius Cho nên chương 11 đó là một cái gì đó khiến cho nhiều người nghe cũng rất là nhàm chán rồi Và đương nhiên khi mà khai bảo vệ phá sản chương 11 thì các bạn đã biết là người nào có lợi nhất rồi, đó chính là những luật sư, những người mà còn đang ở lại công ty, họ vẫn có thể tiếp tục được nhận lương và luật sư mà có thể là tính tiền để khai những cái giấy tờ liên quan đến tòa án và càng kéo dài thì cái số lượng tài sản còn lại càng ít đi, cho nên khi mà khai phá sản chương 11, đây là một cái cách làm mà nói tóm lại đó, phút cuối thì phần lợi cũng không có tốt cho những nạn nhân đâu. Trong lịch sử chúng ta cũng đã có một số những công ty khi mà họ khai bảo vệ phá sản chapter 11 rồi tái cấu trúc rồi có thể làm lại và nổi tiếng như là chúng ta biết tới những công ty hiện bây giờ những công ty hàng không nên nhiều công ty cũng đã khai bảo vệ phá sản rồi sau đó họ cũng đã thành công làm ăn có lời trở lại nhưng mà những công ty đó là những công ty mà họ không đánh mất niềm tin uh, của những cái khách hàng các bạn có nghĩa là những công ty đó có thể họ kinh doanh không có được uh, tốt cho nên dẫn đến là họ thua lỗ nhưng mà mặt hàng của họ thì uh, người dân vẫn có lòng tin nhưng mà đối với là những cái công ty như này chúng ta thấy được là svb hay là celsius FTX với những công ty đó thì cái lòng tin của mọi người đó với cái nhãn hiệu đó đã không còn, cho nên khả năng sống sót trở lại thì chứ cũng không có là bao nhiêu đâu các bạn và nhiều khi đó những cái sự kiện này tốt hơn là công ty khai chapter 7 các bạn, cũng như là liquidation, có nghĩa là họ sẽ bán hết tài sản và đưa lại cái phần còn lại cho chủ nợ tốt hơn là kéo dài như là chapter 11. Nhưng mà đây cũng cho chúng ta thấy được là những cái nỗ lực đến từ FDIC tìm kiếm một công ty mua lại ngân hàng SVB đã không có kết quả. Chứ nếu như có kết quả rồi đó thì ngân hàng này cũng không cần phải khai bồi phá sản mà có thể bán trực tiếp cho một công ty khác. Tới bây giờ đó vẫn chưa có một công ty nào mua ngân hàng SVB này và khi mà đã vào chapter 11 rồi đó thì không biết là cái kết quả tái cấu trúc sẽ ra sao, những tài sản đó sẽ được bán như thế nào. khi nào mà có thêm thông tin thì chia sẻ với các bạn. nhưng mà nói chung là ngân hàng SVP này tình hình này là gần như là không còn nữa các bạn. và tôi cũng đã chia sẻ ngày hôm qua đó chúng ta cũng đã thấy được là ngân hàng First Republic cũng đã không có một ngày thứ sáu tốt sau khi mà chúng ta nghe thông tin là 11 ngân hàng lớn gợi khoảng chừng là 30 tỷ đô la để mà cứu ngân hàng First Republic Bank thì sáng ngày hôm qua đó cổ phiếu vẫn tiếp tục giảm các bạn và kết thúc ngày hôm qua đó cổ phiếu đã giảm 32 phần trăm nữa 32.8 trăm và sau khi mà đóng cửa hôm qua đó thì cổ phiếu First Republic tiếp tục giảm thêm 15. 37 phần trăm nữa và những ngân hàng khác đó cũng không có khá hơn đâu chúng ta thì nhìn thấy được những ngân hàng như là Park West Bank Corp thì giảm 18 đến 95 phần cho bạn đóng cửa giảm thêm phần trăm nữa chúng ta cũng thấy được là ngân hàng Western Alliance Bancorp thì giảm 15% sau khi đóng cửa thì tăng trở lại phần trăm mà thôi và chúng ta có ngân hàng Key Corp, ngân hàng này để giảm phần ngày hôm qua đóng cửa giảm thêm 0.5 thì tình hình chung đó là rất là nhiều những cái nhà đầu tư họ đã mất lòng tin với lại những cái ngân hàng địa phương như thế này và rõ ràng cái thông điệp người dân muốn gửi đến là không còn lòng tin nữa cho đến khi nào mà Fed chính thức nói là sẽ in tiền hỗ trợ huy động các ngân hàng hỗ trợ lẫn nhau không có đủ. Các bạn đã nhớ là ngày hôm qua đã Fed đã có một cái cách giải quyết cho ngân hàng First Republic này à, nói là 11 ngân hàng lớn chúng ta nói tới Goldman Sachs chúng ta nói tới JP Morgan vân vân thường đã chia sẻ chi tiết với các bạn trong video trước đó 11 ngân hàng này đó họ đã chăm 30 tỷ vào để mà cứu First Republic Bank à, nhưng mà điều đó cũng không có đủ tới bây giờ đó FDIC Fed và Bộ Tài chính chỉ nói là những người nào mà gửi tiền trong ngân hàng SBB và ngân hàng Signature thì uh, nếu các bạn gửi hơn 250.000 đô thì cái số tiền hơn con số 250.000 đô mà được uh, bảo hiểm bởi FDAC đó số tiền đó vẫn được bảo hiểm bởi Fed thời điểm hiện tại nhưng mà chỉ cho hai ngân hàng đó mà thôi. Bây giờ người dân uh, nghĩ là muốn Fed chính thức nói là sẽ hỗ trợ bất cứ một ngân hàng nào mà gặp vấn đề tài chính và tất cả tiền trong tất cả ngân hàng đều sẽ được đảm bảo. Fed vẫn chưa nói điều đó. Fed chỉ nói là hai ngân hàng Signature và ngân hàng SBB là sẽ được hỗ trợ mà thôi còn là những hàng khác thì Fed dùng những chiêu trò khác như là đi kiếm những ngân hàng lớn hơn gửi tiền vào để mà hỗ trợ những ngân hàng nhỏ hơn nhưng mà người dân hầu như là không có lòng tin với lại cái cách làm này và đương nhiên Fed không có muốn là nói là sẽ hỗ trợ tất cả ngân hàng tại vì làm như vậy sẽ đi ngược lại với lại chính sách siết chặt tiền tệ hiện bây giờ tại vì bây giờ Fed đang tăng lãi suất đang muốn thu lại tiền sau khi mà đã in quá nhiều tiền trong đại dịch bây giờ lại nói là in tiền hỗ trợ thì lại đi ngược lại với lại cái thông điệp đó cho nên Fed không muốn nói cái này cũng dễ hiểu mà thôi các bạn nhưng mà tình hình bây giờ đó là Fed cũng không có nhiều sự lựa chọn đâu lòng tin của mọi người bây giờ là đang bị lung lay và một điều khác nữa các bạn nên hiểu đó là cho dù là chúng ta thấy được là FDIC đã đứng ra nói là sẽ bảo hiểm toàn bộ số tiền nằm ở trong ngân hàng Signature và ngân hàng SVB. Nhưng mà các bạn thấy đây chuyện gì xảy ra với là cổ phiếu của SVB. Cổ phiếu SVB đã coi như là đang hướng về con số 0 tại vì uh, FDIC chỉ bảo hiểm số tiền của người gửi vào mà thôi chứ còn những người mà lưu trữ nợ của SVB, những người mà đầu tư cổ phiếu của SVB thì không được bảo vệ. Thì một ngân hàng khi mà gặp vấn đề tài chính người ta có thể tới rút tiền vẫn được nhưng mà cổ phiếu ngân hàng đó vẫn sẽ rất tơi tả luôn và đó là chuyện chúng ta đã nhìn thấy với những ngân hàng như là First Republic. Tại vì người ta nói là cho dù là Fed đã kêu một ngân hàng hỗ trợ First Republic, có nghĩa là cái số tiền tới rút có thể là có đó nhưng mà cổ phiếu thì sẽ không được hỗ trợ sẽ dẫn đến ngân hàng này À, giá cổ phiếu sẽ từ từ đi về con số 0 nếu như ngân hàng này thật sự là gặp vấn đề mà người ta rút hết tiền ra khi mà không còn khách hàng bình thường nữa thì ngân hàng này làm sao để mà tiếp tục hoạt động được các bạn không lẽ là khách hàng dưới của họ là 11 ngân hàng mà vừa chăm bốn vào và cái câu chuyện xảy ra ngày hôm nay đó là có hai yếu tố lớn và đây cũng sẽ là một câu chuyện sự nói đến ở quốc hội hoa kỳ tôi sẽ chia sẻ thêm một số chi tiết với các bạn thứ nhất đó chính là fed đã tăng lãi suất quá nhiều thì khi mà Fed tăng lãi suất đó là để làm cho nền kinh tế chậm lại để mà quản lý lạm phát chúng ta đã biết câu chuyện này rất là nhiều rồi nhưng mà khi mà Fed làm cho nền kinh tế chậm lại cũng đồng nghĩa là nhiều công ty đó họ sẽ không có đi vay mượn nữa tại vì lãi suất giờ quá cao họ sẽ không có vay mượn để mà tiếp tục kinh doanh nữa ở cái mức lãi suất như thế này và nền kinh tế chậm lại thì thu nhập của họ cũng không có được tốt chúng ta đã thấy rất nhiều công ty sa thải nhân viên rồi cho nên cái nhu cầu sử dụng những ngân hàng đã giảm xuống người ta đã không vay mượn thêm nữa để mua nhà mua xe hay là để đầu tư và ngược lại người ta cũng không có gửi thêm tiền vào nhiều nữa mà người đến rút tiền lại nhiều hơn cộng với lại điều thứ nhì là những ngân hàng này đó họ đã tin tưởng Fed cách đây 2 năm khi mà Fed nói cái câu nói thường đã chia sẻ nhiều lần với các bạn cái câu nói mà kinh điển luôn khi mà người ta bắt đầu thấy làm phát tăng cao đó lúc đó người ta đã hỏi cho ông Powell là có nghĩ đến tăng lãi suất hay là không lúc đó ông Powell đã nói một câu mà đã đi vào lịch sử luôn các bạn đó chính là Fed không nghĩ đến sẽ nghĩ đến là sẽ tăng lãi suất các bạn nên hiểu không nghĩ đến là sẽ nghĩ đến có nghĩa là an toàn yên tâm đi Fed không có nghĩ đến là nghĩ đến tăng lãi suất nên chứ nó đang nghĩ đến tăng lãi suất thì những ngân hàng này vì cái sự chứng an của Fed đã đi thu mua rất là nhiều công trái phiếu tại vì lúc đó chúng ta đã biết là nếu như mà những ngân hàng này không mua công trái phiếu thì Fed phải mua hết những công trái phiếu đó tại vì chính phủ Hoa Kỳ đang cần tiền thì nếu như mà không chứng an thì họ sẽ không mua nhiều như vậy và họ đã mua quá nhiều công trái phiếu dẫn đến là bây giờ người ta đến rút tiền họ dự quá nhiều công trái phiếu cái số lượng tiền dự trữ của họ đó là cực thấp luôn tại vì khi mà đại dịch xảy ra đó thì Fed đã cho phép những ngân hàng đó có cái phần trăm tiền dự trữ cực thấp để mà kích thích nền kinh tế lúc đó nhiều bạn cũng đã nhớ rồi bây giờ đó họ cầm một đống công trái phiếu mà đang bị lỗ tại vì công trái phiếu sẽ giảm giá khi mà phần trăm lãi suất tăng giá cho nên mới dẫn đến tình hình như là ngày hôm nay các bạn và đây cũng là điều mà quốc hội cực kỳ quan tâm luôn Chúng ta đã thấy được là đã có một cái buổi điều trần lên lịch cho ngày 29 tháng 3 của năm nay à, Và trong buổi điều trần này đó cái vấn đề sẽ được nói đến đó chính là tại sao lại có sự sụp đổ của SVB và Signature Bank Lý do cốt lỗi là tại vì sao? Đáng tiếc đó là nếu các bạn nghĩ là Chủ tịch John Powell sẽ đến dự buổi điều trần này thì không phải các bạn Chúng ta có à, hai người đến Thứ nhất đó là Chủ tịch của FDIC sẽ đến và thứ nhì nữa đó chính là Michael Esbar đây là phó chủ tịch của Fed sẽ đến dự buổi điều trần này chứ không phải là chủ tịch Fed thì đây là hai người sẽ đến để mà trả lời những câu hỏi đến từ buổi hội chuyện gì đã xảy ra à, và sẽ chia sẻ những thông tin với các bạn khi mà chúng ta đến ngày 29 tháng 3 chuyện gì xảy ra thì đối với mà điện thuận đó là thuận vừa chia sẻ với các bạn hai yếu tố lớn dẫn đến cái sự kiện ngày hôm nay Đương nhiên có một số người họ sẽ đổ lỗi là tại vì những cái ngân hàng này giống như ngân hàng Signature Bank đó thì cung cấp dịch vụ cho những cái công ty crypto cho nên mới dẫn đến sự sụp đổ nhưng mà không phải đâu các bạn. Trên căn bản đó Signature Bank đã từ từ không còn cung cấp nhiều dịch vụ cho những cái công ty crypto đã một thời gian rồi. Các bạn đã nhớ là Signature Bank đã không còn làm việc với lại Binance nữa và Silicon Valley Bank đó, thì đương nhiên họ là một cái ngân hàng chuyên cung cấp dịch vụ ngân hàng cho những công ty công nghệ thì họ cũng có một số những cái uh, công ty crypto uh, là khách hàng của họ nhưng mà đây không phải là cái khách hàng cốt lõi của họ cho nên vấn đề không phải nằm ở đó vấn đề là lãi suất vấn đề là những ngân hàng này lưu trữ quá do không trả phiếu một phần đó là họ tin tưởng vào lời nói của phép tốt đó phần khác nữa là họ quá tham trên căn bản là như vậy họ nghĩ là lãi suất thấp họ có thể vay mượn được ở mức thấp họ có thể lấy tiền khách hàng rồi sau đó họ có thể đi mua công trái phiếu lời cực kỳ dễ nhưng mà kết quả các bạn đã thấy được là tình hình ngày hôm nay và đương nhiên một số người sẽ nói được là đây là một cái chuyện ngoài ý muốn À, Fed cũng sẽ không có ngờ đến chuyện này Đó là lời nói đến từ John Powell Nhưng mà trên căn bản đó tôi nghĩ cũng không đơn giản gì đâu Tại vì các bạn nên hiểu là ngoại trừ Fed có hai nhiệm vụ chính Đó chính là thứ nhất, quản lý phần trăm lạm phát Thứ nhì là quản lý phần trăm thất nghiệp Nhưng mà Fed cũng có trách nhiệm để mà hỗ trợ ngành ngân hàng một cách an toàn và một trong những điều mà Fed cần phải làm là xem coi có được mức dự trữ ngân hàng ra sao và thật ra đó ở trong cái uh, nhóm người mà họp để mà đưa ra quyết định liên quan tới lãi suất và chính sách tiền tệ, à, nghĩa là cái à, cuộc họp FOMC đó thì trong đó chúng ta cũng có một quan chức của Fed giữ chức vụ là họ liên hệ trực tiếp với những ngân hàng, họ biết được tình hình của tất cả những ngân hàng và cái người đó là cái người mà sẽ đưa ra cái quan điểm của mình đối với tất cả quy định của Fed ảnh hưởng đến ngân hàng ra sao thì à, cái điều mà nghĩ là quốc hội Hoa Kỳ sẽ nói là không thể nào mà Fed không biết được trong khi mà nhiệm vụ của Fed chính là quản lý thị trường ngân hàng một cách an toàn thì tại sao lại không biết chuyện này được điều này không có hợp lý và cái buổi điều trần này sẽ xảy ra vào ngày 29 tháng 3 thì vừa chia sẻ với các bạn và sẽ diễn ra tại Ủy ban dịch vụ tài chính ở Hạ viện Hoa Kỳ được dẫn đầu bởi Patrick McHenry cũng là một trong những cái người mà ủng hộ thì crypto này đó các bạn rồi đó là liên quan tới tình hình ngân hàng ở Hoa Kỳ Nhưng mà tình hình này đó không chỉ riêng ở Hoa Kỳ đâu Chúng ta thấy được là ở châu Âu đó thì Credit Suisse tiếp tục thấy được là chứng khoán của mình tiếp tục giảm thêm Mặc dù là ngân hàng Trung Quốc Thụy Sĩ đã đứng ra đảm bảo cho vay 54 tỷ USD Chi tiết hơn đó là chúng ta thấy được là sau khi mà Credit Suisse đã được ngân hàng quốc gia thụy sĩ cho vay 54 tỷ à, tình hình hầu như cũng không có ổn lắm các bạn chúng ta lại nghe nói tới một số những cái uh, tin đồn thì bây giờ và một cái tin đồn rất là lớn là được chia sẻ bởi financial times financial times sẽ chia sẻ là có thông tin nội bộ cho biết là ngân hàng ubs là ngân hàng mà đang đàm phán đi mà mua lại credit suisse và cái cuộc đàm phán này là dưới sự chỉ đạo của ngân hàng quốc gia của thụy sĩ thì có khả năng là 54 tỷ này đến từ Ngân hàng Bộ gia Thụy Sĩ đã không đủ để mà cứu Credit Suisse. À, còn chi tiết là sao ra chúng ta chưa có rõ, chúng ta cũng có thêm một tin đồn nữa nói là công ty BlackRock đó, công ty mà quản lý đầu tư lớn thế giới đó thì có khả năng là sẽ mua lại Credit Suisse. Tuy nhiên BlackRock cũng đã lên tiếng nói là không có chuyện này, đây là một tin đồn mà thôi chứ BlackRock đã phủ nhận à, muốn mua lại Credit Suisse. Chúng ta chỉ biết là bây giờ là UBS đã có khả năng sẽ mua lại Credit Suisse và tôi nghĩ là nếu như là sự thật đó, sẽ có thông tin rất sớm mà thôi tại vì tình hình bây giờ đó rất là hỗn loạn các bạn, có thể tính theo phút <laughs> chứ không có thể nào tính theo ngày. Những thông tin và những quyết định cần phải ra rất là nhanh chóng. Nhưng mà các bạn có biết là có một điều BlackRock không phủ nhận là gì hay không? Đó chính là cái mối quan tâm của họ đến thị trường crypto này. Um, BlackRock đó CEO Larry Fink uh, đã nói là ông ta rất là lạc quan về tương lai của tài sản kỹ thuật số và đương nhiên các bạn đã biết là Blackrock gần đây cũng đã có sự hợp tác với Coinbase, họ càng ngày à, càng có thú thêm với lại thị trường crypto này và chi tiết hơn đó thì CEO Blackrock nói là tài sản kỹ thuật số có nhiều khả năng để mà cải tiến cái hệ thống thanh toán hiện bây giờ. trước là chúng ta thấy được là những nơi như là Ấn Độ, Brazil, à, một phần của Châu Phi đã có rất là nhiều cuộc thử nghiệm và sử dụng tiền kỹ thuật số thành công ở những nơi đó chi phí thấp nhanh gọn lẹ nhưng mà ngược lại đó thì ở Hoa Kỳ à, chúng ta vẫn chưa thấy tiền kỹ thuật số à, được chấp nhận một cách rộng rãi hơn ở Hoa Kỳ đó, thực sự là à, đang chậm hơn so với những nước còn lại một phần nữa tôi nghĩ là tại vì ở Hoa Kỳ đó, ngân hàng có thể kiếm được quá nhiều tiền các bạn các bạn sử dụng Visa Master cũng nhanh gọn lẹ nhưng mà ngân hàng lại thu được phí cho nên à, những cái từ cải tiến đó ở những quốc gia đó thì nó nhanh hơn ở Hoa Kỳ tại vì ở Hoa Kỳ là những ngân hàng họ không thể nào mà mất đi cái phần chi phí thu được từ người ta sử dụng thẻ Visa Master cho nên cái động lực để thay đổi đó hầu như là không có hiện tại. Bà BlackRock nói là họ cũng đang tìm hiểu để có thể là sau này đó phát hành cổ phiếu sử dụng blockchain à, thì nó sẽ nhanh hơn và nó sẽ rõ ràng hơn có bao nhiêu cổ phiếu, còn bao nhiêu cổ phiếu à, chưa được bán, bao nhiêu cổ phiếu nằm trong tay của ai, nó sẽ đơn giản hơn và hiệu quả hơn. Nhưng mà cái phần này đó thì thì nói là đang tìm hiểu để mà sử dụng permission blockchain có nghĩa là một cái blockchain tư nhân các bạn chứ không phải là sử dụng blockchain công cộng. Nhưng mà điều mình không chia sẻ ở đây là BlackRock vẫn rất là quan tâm đến thị trường crypto này. Và các bạn thấy được là tình hình liên quan tới những ngân hàng gặp vấn đề tại vì lãi suất tăng cao đó không phải là riêng của Hoa Kỳ, ở châu Âu cũng như vậy. Và chúng ta cũng thấy được là ở Trung Quốc đó, thì tình hình kinh tế vẫn chưa hồi phục sau đại dịch. Và một trong những dấu hiệu là ngân hàng trung ương Trung Quốc đã phải giảm phần trăm dự trữ các ngân hàng xuống để mà khuyến khích các ngân hàng cho vay. Và chi tiết hơn đó là cái phần trăm dự trữ của những ngân hàng bao nhiêu à, thì hiện bây giờ những ngân hàng có thể dự trữ thấp hơn 0.25% bắt đầu từ ngày 27 tháng 3 và đây cũng là một trong những cái yếu tố dẫn đến sự kiện ngày hôm nay của Hoa Kỳ tại vì nền kinh tế sau khi có đại dịch đang rất là yếu cho nên mới giảm các phần trăm dự trữ những hàng xuống để mà kích thích những ngân hàng cho vay bây giờ Trung Quốc lại dùng cùng một chiêu đó các bạn và lại giảm phần trăm dự trữ xuống Kết quả sau này của những ngân hàng Trung Quốc ra sao ra thì chúng ta sau này mới biết Chứ còn bây giờ chúng ta chỉ biết được là Trung Quốc muốn kích thích những ngân hàng này cho vay còn cái các bạn đã biết là ngân hàng Trung Quốc thì cũng đã có nhiều cái sự kiện liên quan tới bất động sản trong vòng 1-2 năm qua rồi. Chúng ta cũng nghe nói nhiều tới những cái sự kiện như là Evergrande sẽ có thể sụp đổ như thế nào.